Chúng ta sang đoạn số 5. Ở đoạn số 5 này mình hướng dẫn cho các bạn là nẹp cái phần tay áo. Nẹp tay áo trước. Thì các bạn có thể dùng len các bạn đang móc đấy. Của mình đang là gần hết 5 cuộn rồi. Nhưng có thể pha màu. Ở đây mình pha màu cuộn màu sữa. Tùy các bạn có thể phối màu sao cho phù hợp với cái chiếc áo của cái màu áo của bạn đã làm. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái nách áo nó như thế này, hình như thế này. Các bạn lấy cái phần nách, đặt tay đặt vào phần nách đây, đặt sợi vào, sau đó các bạn sẽ lên cao cho mình 1, 2, 3 xích móc tại cái chân bên cạnh này này, một mũi móc kép nhé, một mũi móc kép này. Tiếp tục các bạn nhớ là đặt cái sợi này giấu ở dưới nhé, một xích này. Cái chân rỗng dài này ra, cách khoảng cách dài ra, bởi vì mục đích của cái phần tay áo này là làm cho nó bo vào, ôm vào. Đấy, nên là chúng ta phải cách xa ra. Đây, cách xa tận đây này này, cách hẳn một cái chân rỗng dài này ra. Một mũi móc kép tiếp. Chân bên cạnh một mũi. Tiếp theo một xích. Cách hẳn chân dài này rộng ra, móc vào cái chân đây. Này. Móc vào chân kia bên cạnh. Tiếp theo một xích, cách chân này ra, móc sang bên đây. Đó. Tiếp mũi nữa, một xích tiếp, cách chân rỗng này ra, móc hẳn sang bên này này. Có nghĩa làm sao cho nó bo, ôm vào đây này, các bạn nhìn thấy ôm vào như thế này. Tiếp tục một xích, cách chân rỗng này ra, móc sang cái chân bên đây. Có nghĩa chúng ta phải cách hẳn một cái chân rỗng to lại. Một xích này, cách hẳn chân này ra, móc sang cái mũi bên đây. Một xích, cách chân này ra, móc sang chân bên này. Một xích. Một xích này, cách chân này ra, móc hẳn sang bên đây, móc vào giữa đây, một mũi, một xích sang bên đây, một mũi nữa, một xích, cách một chân này ra. Đây, cách hẳn ra sang bên đây. Cái tay nó phải ôm bo vào chứ không phải là bằng mũi. Một xích. Đấy, các bạn móc vào chân cuối cùng ở điểm này. Một mũi. Sau đó các bạn không móc vào đây luôn mà móc vào điểm nối trượt này. Ở đây điểm nối trượt mình phối thêm một màu nữa, đó là màu nâu đậm. Các bạn có thể là quay về màu lên màu xanh. Đây. Mình pha thêm một màu nữa. Các bạn ấy kéo cắt len của cái phần sợi dây màu sữa. Đấy. Dít sợi này. Các
bạn trượt cho mình sang chân bên cạnh này, trượt sang rãnh rỗng giữa này này. Đấy, trượt và phải giấu sợi ở bên dưới để kẹp nó vào. Tiếp theo các bạn lên cao mình 3 xích này, móc tại cái chân rỗng này thêm một mũi nữa này, sau đó lại một móc xích này, móc sang ô rỗng này 1 2, tiếp theo một xích lại cứ móc vào ô rỗng giữa này. Có rất là nhiều kiểu để chúng ta bo viền áo, tất cả là mũi đơn hoặc là mũi ngoặc hoặc là các cái mũi họa tiết khác. Thế nhưng mục đích của cái phần bo viền này nó phải là dáng ôm vào, để cho nó khi các bé mặc vào nó ôm một cái tay, mà nhất là mặc với áo sơ mi. Bởi vậy các bạn phải nắm được cái bản chất là nó phải là ôm cong. Đây các bạn nhìn thấy nó thu cong. Ví dụ như sau này các bạn nào mà biết đan ấy, thì chúng ta còn phải là dùng que kim nhỏ hơn này, hoặc là sang sợi này. Thì đó là cách của cái cơ bản để khi chúng ta bo viền gấu áo và cổ áo. Đấy, đây các bạn nhìn thấy. Các bạn cứ móc vào cái khe rỗng này nhá, 2 mũi vào một chân, sau đó một mũi móc xích cho đến cuối hàng. Đi đến cuối hàng thì các bạn nhìn thấy ở góc nách này này, nó có một cái lỗ rỗng nữa, các bạn móc vào đó một mũi thôi. Đấy, sau đó các bạn nối trượt cho mình để kết thúc cái phần bo viền của cái phần nách. Đó. Kết thúc các bạn này kéo cắt len và lấy kim khâu len, khâu dấu thật chặt bên trong để chúng ta kết thúc một bên nách. Nách còn lại các bạn sẽ làm cho mình tương tự. Ở đây các bạn nhìn thấy. Đây nhá. Phần vai của chúng ta đây. Đây các bạn nhìn thấy. Dáng của chúng ta nó ôm bo tròn rồi đây nhá. Đấy. Phần còn lại các bạn sẽ làm cho mình tương tự ở bên nách bên kia nhé. Bên vai bên kia các bạn lại làm cho mình tương tự y hệt như vậy. Thì đó là xong cái phần bo cái viền hai cái vai, hai nách. Đây các bạn nhìn thấy. Giờ chúng ta sẽ bước sang bo viền của phần cổ. Phần cổ thì các bạn sẽ bo cho mình bắt đầu là từ cái phần bắt đầu từ đây, từ vai sau này nhá. Các bạn này len vào. Chúng ta vẫn làm tương tự giống như cái phần tay áo vừa rồi chúng ta đã viền màu sữa trước. Móc 2 mũi vào đây. Tiếp theo các bạn sẽ móc cho mình là một xích này. Cách một chân này ra, chân to này ra này này. Móc hẳn sang bên đây. Mũi. Một xích này, cái chân này ra móc hẳn sang đây. Mục đích vẫn là cong dáng ôm vào, chứ không thể bằng số mũi của, có nghĩa là không phải là bằng các cái đoạn thẳng này, mà nó sẽ hơi cong vào để mục đích cho nó ôm phần cổ, phần nách. Thì đó là cái phần bo viền. Đây, chỗ này chúng ta phải cách ra. Ở đoạn cổ này thì nó không cong nhiều như cái phần nách áo. Sang tập bên đây. Cách hẳn hai chân này ra. Móc vào đây. Tiếp theo một xích này. Đến cái các cái điểm cuối góc như thế này, thì các bạn lựa sao cho móc vào cái mép ngoài này này. Đấy, để tạo thành đường tròn. Thì chúng ta xuống cái phần vạt. Đây, từ đây chúng ta lại xuống cái phần này. Một xích.
đặt hướng này thì các bạn nhìn thấy cổ áo của chúng ta đang cong tròn rồi nhé. Tiếp theo các bạn sẽ móc cho mình đến cuối hàng, xung quanh tất cả các viền, các mặt đến tận sang bên kia và đập nhau đến điểm cuối hàng sang bên này. Thì cách móc vẫn là mũi như vậy. Các bạn móc cho mình gặp nhau ở vát góc góc cuối của điểm bên này nhé. Đấy, cách móc vẫn là hai mũi vào một chân, một mũi ốc xích, nhớ là đến điểm bên này. Đi đến cái phần đoạn mà ở vạt dưới cùng ạ, thì các bạn nhớ là phải cách cho mình hai chân ra, 1 2 sau đó đến mũi này. Vạt thẳng đây, đi đến đây. Các bạn nhớ cách cho mình hai chân. Sau đó chúng ta mới gặp nhau ở vạt bên kia nhé. Đây, các bạn móc cho mình đi đến điểm vạt bên này. Thì như bình thường nếu như chúng ta mà móc mũi móc đơn ý, thì chúng ta phải mở cúc ở cái một bên vạt. Ở đây thì mình chúng ta móc cái kiểu họa tiết mũi hở này thì bản thân nó đã là có cái lỗ như thế này thì chúng ta không cần phải mở cúc. Thế nhưng nếu như bạn nào mà đã móc mũi đơn ý, mà muốn mở cúc ý, thì các bạn phải tạo xích cho nó và chia như cái đoạn thẳng này, cái đoạn thẳng vạt này của chúng ta sẽ chia ra làm 4 vị trí cúc. Thì các bạn căn và chia để đánh dấu ra mỗi đoạn, là có nghĩa là chia ra 4 đoạn đều nhau để chúng ta mở 4 cúc. Thì ở đây chúng ta sẽ móc tại cái chân này một mũi này, đây là 2 này, thì sau chúng ta sẽ mở cúc tại vị trí này. Đây là điểm đầu tiên, các bạn nhớ nhé, đây là điểm đầu tiên mà chúng ta có cúc này. Như bình thường, ví dụ đây mình lấy ví dụ nhá, nếu như các bạn mà móc bo tất cả mũi đơn như thế này chẳng hạn, ở bài sau mình sẽ hướng dẫn là bo viền bằng mũi móc đơn thì nó sẽ dễ. Như thế này chẳng hạn, đang là mũi đơn, muốn mở cúc thì các bạn móc 1 xích, 2 xích, 3 xích, cách cả cái chân rỗng này sang bên đây để chúng ta tạo được cái lỗ rỗng. Đấy, đó là cách mở cúc của chúng ta. Khi tạo xích thì đó là cách mở cúc. Hàng sau các bạn móc các mũi đơn vào đây thì tự nó sẽ tạo lỗ rỗng vào đây. Thế nhưng bài học của chúng ta nó lại là mũi móc kép và móc xích thì tự nó đã tạo ra một cái vị trí lỗ đây rồi. Tiếp theo các bạn móc một xích này, cách cái chân nở lên ra, móc sang bên đây. Một này, hai này. Nó phải là độ bo tròn đi chứ không phải là móc bằng nhau. Bằng nhau thì cái áo, phần nào của nếp áo chúng ta nó sẽ bị xòe. Tại đây, đây là một cái mắt cúc này. Đến đây có nghĩa các bạn chia làm sao cả cái đoạn thẳng của chúng ta, cái vạt áo nó chia ra được 4 cái chỗ vị trí cúc. Thì sau này các bạn đánh dấu để chúng ta làm sao xác định được cái cúc. Cúc của dành cho bé trai thì nó sẽ là cúc hạt to. Thì cái lỗ này của chúng ta đã là tương đối là vừa rồi nhá. Như của mình ở đây đang là một cúc này, vị trí chỗ này đang là được 2 cúc này. Đấy. Đây, tại đây là được 2 này, giữa đây là 3 này, cuối cùng đây là 4. Thì các bạn cứ chia đều cho mình khoảng cách số khoảng cách đều nhau là chúng ta tạo được cái phần chúng ta sau này mở cúc. Đấy. Phần còn lại móc thì cho các bạn móc cho mình đến điểm cuối chỉ cái nhé. Đi đến cuối hàng, các bạn móc cho mình, có nghĩa là chúng ta đã đi được một lượt một màu sữa này này. Khi móc các bạn nhớ phải cách một cái đoạn ra, như ở đây của mình cách hai chân, sau đó về đến hai mũi này. Nhớ là khoảng cách như mình đã nói, đó là chúng ta phải tạo đường cong khung khung chứ không phải bằng số mũi để cho cái phần áo của chúng ta nó bị bằng. Đây các bạn nhìn thấy nó đã cong cong khung khung đây này. Đấy, nó phải dáng cong ôm ôm như thế này. Hơi hơi thôi. Sau đó chúng ta kết thúc sẽ nối trượt, bắt đầu vào đường chỉ màu nâu nhạt. Thì do các bạn phối màu sao cho hợp với áo của các bạn là được. Như mình đã nói, các bạn thít len, giấu hai len này ở phía dưới này, sau đó các bạn nối trượt này, nối trượt này, trượt sang khe rỗng bên đây này, lên cao 1, 2, 3 xích này, móc tại khe rỗng này giống như chúng ta đã móc ở phần tay áo, 1 xích,
sau đó lại sang bên đây, một hai, tiếp theo lại một xích sang bên đây, một xích. Ở hàng này thì tương đối dễ rồi, thì các bạn móc cho mình xung quanh bo viền và gặp nhau ở điểm quấy này nhé. Đi đến quấy hàng thì các bạn nối trượt cho mình đây, nối trượt vào cái đỉnh lên cao 3 xích của hàng dưới, chính là cái điểm này. Sau đó các bạn sẽ lấy cho mình kéo để cắt mình đi, cắt vào dấu len. Thì như vậy là mình đã vừa hướng dẫn cho các bạn cách viền sản phẩm pha màu cho phần cổ và phần nẹp gấu áo cộng với nẹp áo đây. Sau đó các bạn giấu sợi xuống, giấu len bên trong. Như vậy các bạn nhìn tổng thể chiếc áo của chúng ta ra đây, các bạn nhìn thấy nhá, cái phần cổ đây các bạn đấy nhá, nó ôm bo vào quay tròn ra chứ không như lúc đầu chúng ta chiết đó. Sau đó đi hết phần cổ đây, các bạn nhìn thấy nách đây, các bạn nhìn thấy nó cong ôm tròn. Nếu như bạn nào mà thấy nó phẳng hoặc là bị xòe ra thì các bạn phải tháo ra móc lại, tháo phần này rất là nhanh. Các bạn nhớ là nếu mà bị xòe hay là bị thẳng thì các bạn cách thêm một chân nữa ra thì tự dưng nó sẽ ôm vào. Thì đó là cái cách để chúng ta sau này nhớ đề vào các bài áo khác. Thì khi mà nẹp tay này này, các kiểu cổ nữa thì nó được ôm cong vào. Thì chỉ có cách xa chân ra thì nào nó sẽ được ôm. Đây các bạn nhìn thấy rất là cong đều, đẹp cổ đây, nẹp áo đây. Cái phần gấu áo này nó cũng phải ôm cong vào như thế này, các bạn nhìn thấy. Thì khi bé mặc vào nó mới ôm và đẹp, bản chất cái áo ghi nên là như vậy. Phần cuối cùng thì chúng ta, các bạn sẽ lấy cúc 4 cái khuy, các bạn đặt vào vị trí. Như ở đây thì chúng ta sẽ là cái vạt này, cái vạt dưới này nó sẽ là vạt phụ. Đây, thì các bạn sẽ thùa cái cúc này đây, ở 4 vị trí. Tại 4 vị trí. Sau này mở đóng lên thì các bạn sẽ đóng vào các vị trí ở điểm này. Chia ra, các bạn chia chuẩn ra cho mình. Phần còn lại các bạn sẽ khâu cho mình cái phần khuy cúc và đặt đối xứng nhau để chúng ta móc nó vào. Các bạn thùa nó vào. Thì tổng thể chiếc áo của chúng ta ra như thế này. Như vậy bài ngày hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn móc áo ghi-nê cho bé trai. Bé trai ở đây sẽ rơi vào từ 15 đến 18 kg, từ 3 cho đến 5 tuổi. Đó. Như vậy đây là áo là thuộc loại cỡ trung cho em bé, chứ không phải là áo cho bé 2 tuổi. Phần còn lại các bạn sẽ giấu sợi cho mình vào cái khuy cúc nhé. Mình kết thúc cái đoạn số 5, kết thúc bài dạy áo ghi-nê tại đây. Hết.